nhân các cõi dù thiên thiên địa tiên đã vân tập nơi đây mong khơi lòng quan hỷ thành kinh nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng thì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu trời không gì sánh bằng được với Bye.
chỉ ly tân đê được đứng vô ta ma theo tiên nhãn tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thánh tu đà hoàng dù thổ tâm vào lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đứng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng. Lời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tiên thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc kim chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai được chư nhân loại đảnh lễ và cúng dường phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong cái chân hôm này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đà thù ê tê na sa chê na sô va ti hô tu dê sôm ba yô ta ma na sa đan hê na nê ca mi nô gô ta ma sa sa năng hi tê ba ti ba ta a ma tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng vi sang kê ra ta năng ba ni ta ê tê na sa chê na sô va thì hô tu gia tinh đắc ta huynh thì tô si gia cha tô phi ba tê phi a sam ba cam bi yo ta thu ba mang so bu ri giang qua ta mi yo ariya sa cha ni a we cha ba sa ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa thì hô tu ye ariya sa cha ni vi pha hòa danh tỳ gấm phi gặp ban nhê na tu đê si ta kinh cha bi tê hon tỳ phù sa ba ma ta na tê phá văn a ta ma ma bi danh tỳ đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa na tu wa
ho ta ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta ya wan ti sa ka ya de ti vi chi ke ta in cha si la pa tang wa bi ya da ti kin chi cha tu ha pa ye hi cha vi pa mu to cha cha vi pa na ni a pa bo ka tung ri dam vi sang ke ra ta nang pa ni tang ete na sa che na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căng ca ye na wa cha yu ta che ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha na ya a pa ba ta di sa ba sa sa wo ta i đăng bi sang ke ra ta năng ba ni tăng ete na sa che na su wa ti ho tu wa na pa gum be ya ta pu si tăng ge gim ha na ma se pa tam ma ning gim he ta thu ba mang tham ma wa rang a de sa di ni pa na ga min ba ra mang hi ta ya i đăng ni pu he ra ta năng ba ni tăng ete na sa che na su wa ti ho tu wa ro wa nyo wa ra do wa ra ha ro a no Sayi đăng bi bồ tề ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quang na ti sam pa quang vi ra ta chê ta ya ti kê pa quát min tê khi na bi cha vi run ha da ni pan tê thi ra ya tha yam ba di bồ y đăng bi sang Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính đại lễ chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 21 tháng 4 năm 2020. Thêm một ngày nữa chúng ta tiếp tục chương trình đặc biệt tu học ở trong thời đại dịch Corona. Thưa quý vị, với những so sánh của các quốc gia trên thế giới, tới giờ phút này người ta đã có một cái kết luận là khi mà nhìn lại toàn bộ dân số sự kiện xảy ra thì Trung Quốc với dân số đông nhất thế giới hơn 1.4 triệu người và con số bị lây nhiễm và tử vong vì corona quá thấp. Tỷ lệ quá thấp này đã khiến cho một số các chuyên gia đặt câu hỏi lớn. Sự bưng bít những con số thật về sự lây nhiễm và tử vong thật ra thì không phải là một chuyện lạ lùng
đối với một quốc gia thì chế độ độc tài đảng trị như là Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên các chuyên gia đã phàn nàn rằng những sự bưng bít như vậy nó đã khiến cho thế giới, đặc biệt là châu Âu và Hoa Kỳ, đã đánh giá sai sự lây nhiễm nhanh chóng và tác hại của coronavirus. Và chính sự đánh giá sai này đã khiến cho Tổ chức Y tế Quốc tế cũng như là các cơ quan y tế cả các quốc gia đã không kịp thời lường định được những gì cần phải làm. Và hệ quả là ngày nay Hoa Kỳ đã trở thành trung tâm dịch lớn nhất trên thế giới. Thì thưa quý vị, đó là câu chuyện của coronavirus. Nhưng mà điều chúng ta muốn nói trong bài học ngày hôm nay ở tại đây là thử đặt một vấn đề. Khi mà chúng ta so sánh giữa Phật giáo và khoa học thì có một khía cạnh mà xem ra khoa học rất khó để có thể xem là một phần quan trọng, mặc dù ngày nay người ta nói đến rất là nhiều, đó là đạo đức. Nếu khoa học cho chúng ta những sự chính xác do toán học, vật lý, hóa học và bao nhiêu sự đo đạc, thì trên phương diện đạo đức, xem ra khoa học không có một phương hướng rõ ràng. Vì điều này chúng ta sẽ nói đến ở trong bài học chính ngày hôm nay. Trước khi đi vào nội dung của bài học, xin được kính cung thỉnh từ Cậu Minh Thạnh hướng dẫn đại chúng lễ Tam Bảo, và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với pháp thoại trong ngày. Tâm lễ Đức Như Lai bẩm cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện, thế gian dạy vô biệt ngữ thiên nhân sư Phật tôn. Tâm lãnh lễ để chánh pháp do thuyết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, chính để chứng nghiệm hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử thay tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, thế phẩm, kính lễ là phước vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu biết, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ Nam Mô Bát Thầy Giá, chắc con không biết là thượng tọa giác đẳng có trước máy không, chúng con chưa có nghe được thượng tọa cầm bích ạ. Dạ kính thỉnh thượng tọa. Dạ vâng, xin lỗi quý vị. Quý vị có nghe được chưa? Dạ vâng. Nam Mô Bát Thầy Giá, kính bạch chư tôn đức và thượng quý đồ hữu. Ở tại Hoa Kỳ, ngày hôm nay thì người ta có bàn với nhau về một dự luật mà Tổng thống Donald Trump sắp đưa ra, đó là tạm thời ngưng tất cả những hồ sơ di trú, tức là không có những người di dân đến Hoa Kỳ, ít nhất là trong thời gian vài ba tháng sắp tới đây. Ở trong lời giải thích của Tổng thống Donald Trump thì có hai nguyên nhân. Một là bởi vì bệnh dịch đang hoàn thành và chặn bớt cái sự di dân, đó là một cách để giảm sự lây lan của virus. Nhưng một lý do khác là tháng vừa rồi với 22 triệu người khai thất nghiệp, con số đó rất quá nhiều để cho thấy rằng ở đây công ăn việc làm không đủ cho những người đang sống ở Mỹ, thì không nên có những người ở nước ngoài tiếp tục đi vào nước Mỹ. Thưa quý vị, câu chuyện này dĩ nhiên mới nghe thì rất là đơn giản, nhưng mà ở trên thực tế thì có nhiều công việc mà người di dân đến đây làm mà người địa phương không làm. Thí dụ như họ làm việc ở trong một cái hãng xưởng nào đó với một cái tay nghề mà không tìm thấy ở trong nước, hoặc giả là những người này đến đây vì mục đích đoàn tụ theo diện lập gia đình hay đoàn tụ với thân nhân ở tại đây, vân vân. Cái khó của tất cả những quyết định ở trong cuộc sống là người ta phải tính về cả hai phương diện. Phương diện lợi hại thực tế và phương diện đạo đức. Và khi mà nói đến phương diện lợi hại thực tế đó, người ta chỉ tính bằng con số. Mà phương diện đạo đức đó, đôi khi người ta không thể tính bằng con số được. Ví dụ như có nhiều người đã có hồ sơ, đã có visa đi vào Mỹ và đã thậm chí có thể sinh đi vào Mỹ. Họ đã bán nhà, bán cửa, họ bỏ tất cả công việc làm, chỉ chờ lên máy bay đi vào Mỹ. Bây giờ một chính sách di dân mới đột nhiên ra đời và họ bị từ chối hoàn toàn, không vào nước Mỹ được. Thì nó là cả vấn đề đối với họ. Chúng ta thường thấy nhiều quyết định như vậy ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khoa học cũng ở trong trường hợp tương tự như vậy. Phát minh trong cái gì đó thì nó luôn luôn là một con dao hai lưỡi. Nó có lợi cũng như có hại. Chúng tôi nhớ hồi chúng tôi mới sang Hoa Kỳ, lúc bây giờ người ta bắt đầu phổ biến cái calculator, là cái máy tính. Và thời đó calculator được xem là cái gì rất là đặc biệt. Ngày xưa chúng ta làm những bài toán phải ngồi cộng trừ nhân chia bằng tay, bây giờ đánh vào rất là nhanh. Nhưng mà thưa quý vị, rồi một lúc nhiều người nói rằng cái đó nó cũng có cái lợi mà nó cũng có cái hại. Cái lợi của nó đó là giúp cho chúng ta làm rất nhanh, nhưng cái hại là lâu ngày thì những học sinh lười suy nghĩ, lười ghi nhớ cách nào để cộng trừ nhân chia vân vân, và cứ làm theo máy thì nó sẽ giảm đi cái khả năng làm toán. Thế giới lúc đó có trường học họ cấm không cho học sinh mang calculator vào trong các lớp học, nhưng mà thật ra đó là điều rất khó. Thì bây giờ, thưa quý vị,
bất cứ một cái phát minh nào của khoa học, nó cũng như phần lớn những quyết định trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nó luôn luôn có hai mặt, lợi và hại. Từ trong môn nguyên tử được làm ra cũng vậy, mà cho đến những thứ tiêu dùng trong trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Plastic nó là một ở trong những phát minh của thế kỷ rồi. Plastic cho chúng ta rất là nhiều thứ đồ gia dụng tiện lợi trong nhà, nhưng mà ngày nay plastic trở thành một cái yếu tố làm cho sự ô nhiễm trái đất này. Chúng tôi nhớ rằng thời gian 2 năm qua đi rất nhiều nơi, có những thành phố mà họ treo những cái bảng, những cái panel rất lớn bên ngoài, no plastic. Và thậm chí là ở California, một tiểu bang của Hoa Kỳ, nếu chúng ta đi chợ mà phải cần cái bao mà không mang theo giỏ đi đi chợ thì phải tự mua bao plastic. Đó là một cách mà người ta cố gắng để giảm thiểu xài plastic. Và một số các cái công ty buôn bán cà phê hay nước ngọt thì họ bắt đầu sử dụng những ống hút bằng giấy hay bằng tre, bằng những loại gì mà nó có thể mục nó decompose khi trở về từ đống rác thay vì xài plastic. Thì như vậy nó có vô số những cái vật dụng, những cái quyết định, những gì mà xã hội, cuộc sống cung ứng cho chúng ta, mà những điều đó đó nó luôn luôn có hai mặt, lợi và không lợi. Đoạn sau đây là một bài viết của Ngài Phaedrusto. Ngài trắc nghiệm, Ngài khuyên chúng ta thử suy nghĩ về một vấn đề. Khoa học mang lại những tiến bộ, những cải thiện lên cho đời sống, nhưng mà một mặt khác nó lại tàn phá một số lĩnh vực, ở trong đó có lĩnh vực đạo đức. Thì chúng ta tự nghĩ như thế nào? Và từ điểm này chúng ta thấy rằng tại sao giữa tôn giáo và khoa học nên song hành. Bây giờ thì chúng tôi mời vị nào khoan hỷ đọc cho bài viết ngày hôm nay, Đạo đức một chân lý trời đời sự xác minh. Xin mời cô Lăng Nhà Nguyễn. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá Sa Thú Lành Thầy. Chúng con kính truyền thượng tọa Giác Đạo đã chia sẻ một ít về tình hình của đại dịch và dẫn nhập cho bài học cho chương trình ngày hôm nay. Bây giờ con xin đọc bài viết Phật giáo và khoa học tiếp theo. Trích từ Phật giáo nền tảng của khoa học do Hòa Thượng Phaedrusto viết và tỳ kheo Thích Tam Quang dịch viết. Đạo đức, một chân lý chờ đợi sự xác minh. Đạo đức là một trong những điều chúng tôi gọi là giá trị. Đó là điều liên quan đến thiện và ác. Thiện và ác là các giá trị hay nguyên tắc. Đạo đức là một đề tài rộng lớn và quan trọng. Một vấn đề thường được coi như thuộc tôn giáo, nhưng nơi đây chúng tôi coi nó liên quan đến khoa học. Một số người đi xa hơn nữa, nói thiện ác hoàn toàn có tính cách tục lệ xã hội, một vấn đề tùy theo. Họ tin rằng thì giải thích đường lối mà họ thích. Ý kiến như vậy tưởng như bao gồm một số biện pháp của sự thật. Khi chúng ta phải làm thế nào khi thấy một số hành động tại một số xã hội được coi như thiện, nhưng tại một số các xã hội khác lại coi như ác. Tuy nhiên, loại nhận thức này phát xuất từ sự mơ hồ về những yếu tố gây nên, nguyên do từ 1. Sự thất bại không phân biệt được giữa đạo đức và tục lệ. 2. Sự thất bại thấy sự tương quan của đạo đức liên kết với sự thật. Do vậy, chúng ta thấy 3 điểm để xét: sự thật, đạo đức và tục lệ. Chúng ta phải hiểu rằng sự khác biệt và sự tương quan giữa 3 điều này chuỗi yếu tố gây nên liên hệ từ phẩm tính của thiện và ác là những điều kiện thực của chân lý hướng ra ngoài để trở thành hành động hay lời nói thiện hay ác. Chúng là đạo đức và do sự liên hệ ra ngoài một lần nữa trở thành luật và tục lệ xã hội. Những điều ấy trở thành tục lệ.
Hệ thống của sự thật, đạo đức và luật lệ rất tương tự như hệ thống khoa học. Căn bản của khoa học thuần túy là sự thật. Nằm trên căn bản này, chúng ta có khoa học thực dụng và kỹ thuật. Nếu khoa học thuần túy lầm lỗi, khoa học thực dụng và kỹ thuật đau đớn. Từ khoa học thực dụng và kỹ thuật, chúng ta tiến đến mức độ thứ ba, đó là hình thức kỹ thuật áp dụng. Những hình thức này có rất nhiều và thay đổi. Một trong những lý do này là kỹ thuật. Trong đường lối hữu hiệu nhất, tìm cách làm việc với các định luật thiên nhiên. Những hình thức kỹ thuật này thay đổi cho phù hợp vì chúng ít nhiều, rất thích hợp với định luật thiên nhiên. Những hình thức kỹ thuật thích hợp nhất với định luật thiên nhiên hoạt động như các tần số cho chức năng tốt của những định luật liên hệ trở thành hiệu nghiệm nhất và ngược lại. Chân lý có thể so sánh với khoa học thuần túy. Đạo đức có thể so sánh với khoa học thực dụng và kỹ thuật. Điều lệ hay tục lệ có thể so sánh với những hình thức áp dụng bởi kỹ thuật. Các xã hội quyết định tục lệ hay điều lệ để tự điều hành. Đó là tục lệ quyết định tùy theo sở thích. Thí dụ, ở Thái Lan, theo luật lệ, xe phải được lái phía bên trái đường. Trong khi ở Hoa Kỳ, xe cộ phải được lái phía bên tay mặt đường. Các quốc gia quyết định các luật lệ khác nhau. Bây giờ, luật nào tốt, luật nào xấu? Thái Lan có thể nói người Mỹ xấu vì họ lái xe bên mặt không? Hay người Mỹ có thể nói ngược lại không? Lẽ dĩ nhiên là không. Những luật lệ này là những tiêu chuẩn của mỗi quốc gia. Và mỗi quốc gia tự do ấn định chuẩn của mình. Việc này là tục lệ. Tuy nhiên, tục lệ không đơn giản là vấn đề sở thích. Có những lý do đằng sau nó. Cho dù là những vấn đề rất tầm thường, như quyết định phải lái xe phía bên nào đường, phải có một mục đích trong tâm. Mục đích đó là gì? Mục đích đó là tạo được trật tự, hòa hợp trên đường và phúc lợi của người dân trong phạm vi xã hội. Đó là điều mà cả hai quốc gia mong muốn và đó là mối quan tâm của đạo đức. Xã hội Hoa Kỳ muốn phẩm tính này và xã hội Thái cũng vậy. Cho dù tục lệ khác biệt, phẩm tính đạo đức trong mong muốn của hai quốc gia đều giống nhau. Trong thí dụ này, chúng ta có thể nhìn thấy sự khác biệt trong việc làm luật lệ. Nhưng cốt tủy, trong ý nghĩa đạo đức, có sự kiên định trước sau như một. Bây giờ, vấn đề nêu lên, luật lệ nào đem kết quả tốt hơn? Đó là điểm chủ yếu. Ta có thể hỏi, luật lệ nào trật tự và hòa hợp hơn giữa việc lái xe bên phải của Mỹ và lái xe bên trái của Thái Lan? Có một số ý kiến khác biệt chính trong các luật lệ này, nhưng không có nghĩa là xã hội quyết định các luật lệ do sở thích. Đó là sự tương quan giữa đạo đức và luật tục lệ hay luật lệ. Luật lệ tạo ra để mang kết quả cho đạo đức. Trong ngôn ngữ nhà tu hành Phật giáo, các thầy tu đơn giản nói, luật là để phát triển giới hạnh. Luật bao hàm ý nghĩa về quy luật và các điều lệ của xã hội, nhưng mục đích của những luật lệ ấy là giới hạnh, đạo đức. Có một ngoại lệ trong những trường hợp luật lệ đương nhiên được làm ra để đem lợi ích cho một thành phần nào đó hay cho một thiểu số được chọn lựa. Ví dụ, có nhiều lần chúng ta nghi ngờ một số luật được tạo ra để bảo vệ quyền lợi của một nhóm được chọn lựa. Trong trường hợp này, chúng ta nói có sự thối nát trong phạm vi ban hành luật lệ, hậu quả là suy đồi đạo đức. Khi gốc rễ của cấu trúc luật lệ bị mục nát, rõ ràng có thể có được kết quả tốt. Dù vậy, nhiều xã hội quyết định nhiều quy luật và điều lệ với hậu ý trong sạch là tạo kết quả đạo đức. Vì có mục tiêu chung này là đạo đức, nhưng hình thức của các điều lệ đưa đến kết quả khác biệt. Chúng ta phải biết làm sao phân biệt rõ ràng giữa đạo đức và tục lệ. Chúng ta có thể nhìn thấy một số nhiều các dị biệt trong tục lệ, tập quán và truyền thống ở những xã hội khác nhau. Thí dụ như tập quán gia đình. Trong xã hội này, một người đàn bà được phép có nhiều chồng, người đàn ông được phép có nhiều vợ,
trong khi ở những xã hội khác tập quán này lại khác hẳn. Tuy nhiên, trên mục đích ở đây là gì? Mục đích là trật tự và hòa hợp trong phạm vi gia đình. Đó là mục đích của họ và đó là đạo đức. Tuy nhiên, trong việc quyết định luật lệ cho xã hội, người dân thay đổi mức độ thông minh và trí tuệ, có nhiều ý định, đôi khi thành thực, đôi khi không thành thực. Xã hội, môi trường khác nhau, lịch sử khác nhau, với quá nhiều những yếu tố thay đổi, kết quả phạm vi đạo đức cũng khác biệt, tùy theo trường hợp nhiều hay ít hữu hiệu. Thỉnh thoảng, những điều lệ này cần phải xét lại giá trị của nó. Tục lệ gắn chặt với hoàn cảnh đặc biệt. Việc xét lại phải tùy theo thời gian và địa điểm. Thời gian và địa điểm là mối quan tâm của tục lệ, nhưng mục đích đạo đức vẫn chung cho tất cả. Cho nên, nhìn vào tình hình bằng một phương cách đứng đắn, vẫn thấy có những sai biệt trong những điều lệ áp dụng. Chúng ta có thể nhìn thấy kết quả những nỗ lực của nhân loại để tạo dựng một xã hội hòa hợp. Đó là tục lệ không phải là kết quả cuối cùng, nhưng chỉ là phương tiện áp dụng bởi con người để đạt mức độ đạo đức phổ thông, ít nhiều hữu hiệu, tùy vào trí thức và sự thành thật của người quyết định tục lệ ấy. Mang trong tâm sự hiểu biết trên đây, ta có thể tránh được niềm tin sai lầm là thiện ác chỉ là tục lệ xã hội hay được ban hành do sở thích. Chúng ta phải nhìn vào các điều lệ mà nhân loại cố gắng tìm đạo đức để đạt được lòng tốt chân thật. Dù sao, những điều lệ có thể hữu dụng hay vô hiệu quả, mục đích của chúng ta vẫn là một đạo đức. Sự thành công của điều lệ liên hệ chặt chẽ đến tiêu chuẩn đạo đức hiện đại trong phạm vi những người quyết định điều lệ ấy, dù những người ấy đã có các quyết định một cách thông thái hay không. Bây giờ, vấn đề phải hay không phải đạo đức là một điều kiện thực sự. Chúng tôi nhắc đến nguyên tắc của đạo đức căn cứ trên sự thật hay chân lý. Đó là đạo đức phải phù hợp với tiến trình nhân quả hay nguyên nhân và điều kiện. Trong lĩnh vực tục lệ, bất cứ lúc nào điều lệ được tạo ra mang kết quả đạo đức tốt, chúng ta nói điều lệ ấy hữu ích. Thí dụ, nếu chúng ta điều hành xe phải chạy bên phía trái hay phía bên mặt đường, và điều lệ mang lại trật tự và hòa hợp, chúng ta nói điều lệ này đạt được mục đích. Sự thật, đạo đức và tục lệ là những phẩm tính trừu tượng. Vì đạo đức liên hệ chặt chẽ với sự thật, đạo đức tiếp theo là một yếu tố trong cả dòng suối nguyên nhân và điều kiện. Nguyên nhân và điều kiện liên quan đến cách cư xử của con người rất phức tạp, khó mà có thể tiên đoán được như tiên đoán thời tiết. Nếu chúng ta không hiểu và nhìn thấy sự tương quan và sự liên hệ giữa sự thật, đạo đức và tục lệ, chúng ta không thể xét được những giá trị, tài sản tinh thần và thấy vị trí đúng của chúng trong phạm vi định luật thiên nhiên, hoạt động theo nguyên nhân và điều kiện. Cái gì chân lý, cái gì phải ra sao? Bây giờ, xin để chúng tôi so sánh một lần giữa khoa học và Phật giáo. Như chúng tôi đã nói trước đây, khoa học không bao gồm hoàn cảnh của con người trong việc nghiên cứu, vì khoa học đổi hướng nhằm vào vật chất. Phật giáo tìm hiểu các định luật thiên nhiên và đem áp dụng chúng cho một viễn cảnh đạo đức. Khi người ta thực hành đúng theo đạo đức, họ sẽ nhận được kết quả phù hợp với định luật thiên nhiên nhân quả, đạt được một đời sống tốt đẹp. Mục đích của họ. Điều này cho chúng ta một chu kỳ với ba giai đoạn. 1. Biết hay nhận thức được chân lý. 2. Thực hành theo đường lối đạo đức. 3. Đạt được đời sống tốt đẹp. Khoa học biết những sự thật của thiên nhiên, nhưng chỉ về mặt vật chất và đem kiến thức này cho kỹ thuật, đạt một đời sống dư dật theo mục đích. Con đường dẫn đến một đời sống lành mạnh, con đường kia dẫn đến một đời sống dư dật, một phương thức giải quyết với bản chất của con người, phương thức kia giải quyết với bản chất của vật chất. Khoa học không liên hệ đến chân lý của đạo đức, nhưng vì giải quyết với thế giới vật chất nên chỉ liên hệ đến kỹ thuật. Thông thường, khoa học chính nó
chỉ quan tâm đến câu hỏi cái gì và coi thường câu ra sao. Mối quan tâm của giá trị hay đạo đức nằm vượt qua phạm vi của nó. Khoa học không nhìn thấy đạo đức căn cứ vào sự thật, vì khoa học không nhìn thấy sự liên hệ giữa cái gì và ra sao. Trên bình diện vật chất, khoa học có câu hỏi ra sao, dù không biết, nhưng câu hỏi chỉ để dành cho kỹ thuật. Thí dụ, khoa học thuần túy nói với chúng ta nước sẽ đông lại khi độ nhiệt xuống 0 độ Celsius. Nguyên tắc và phương cách phải phù hợp như vậy. Cho nên, chúng tôi nói khoa học thuần túy tìm kiếm chân lý của thiên nhiên, trong khi khoa học thực dụng mang kiến thức đó thành hiệu quả. Khoa học tự nó áp dụng những vấn đề trên bình diện vật chất, nhưng về những câu hỏi đạo đức, khoa học im lặng. Chẳng hạn, chúng ta nhìn thấy một hố sâu lớn đầy lửa với nhiệt độ lên tới cả ngàn độ. Chúng ta nói với một người nào đó, cơ thể của con người chỉ có thể chịu đựng được đến một nhiệt độ nào đó thôi. Nếu cơ thể vào trong lửa ấy, ắt phải cháy thành than. Đó là sự thật. Bây giờ, thí dụ chúng ta nói, nếu bạn không muốn cháy thành than, bạn không nên vào hố lửa ấy. Trong trường hợp này, trình độ khoa học nói cho chúng ta biết hố ấy nhiệt độ là bao nhiêu và cơ thể con người không thể chịu nổi nhiệt độ như thế. Đạo đức là quy luật thực hành nói, nếu bạn không muốn bị cháy thành than, đừng vào lửa đó. Cũng giống như vậy, kỹ thuật phải căn cứ trên những sự thật của khoa học thuần túy. Đạo đức phải căn cứ trên sự thật. Giống như bất cứ kỹ thuật nào mà không xây dựng trên sự thật của khoa học thì không thể thực hiện được. Cũng vậy, bất cứ đạo đức nào không xây dựng trên chân lý thiên nhiên thì đạo đức ấy sai. Vấn đề đạo đức gồm cả ra sao và cái gì. Trong đó nói đến sự thật của bản tính con người, khía cạnh của sự thật thiên nhiên mà khoa học không chú ý tới. Vì lý do đó, sự hiểu biết đúng sự thật gồm sự hiểu biết về bản tính con người thì không thể có được nếu không có sự hiểu biết rõ ràng đạo đức xác thật. Câu hỏi là loại sự thật nào và bao nhiêu sự thật và mức độ nào có đủ để mang lại một sự hiểu biết của đạo đức thuần khiết. Bài viết vừa đến đây tạm chấm dứt. Con cũng thỉnh thần tội cho đẳng từ bi trở lại một bức thời gian. Xin cảm ơn cô Xuân Trường Nguyệt. Bạch Chi Tôn Đức và Thứ Phật Tử, có lẽ hơn bất cứ thời đại nào, thời đại hiện tại của chúng ta là một thời kỳ mà khoa học có một cái vị thế rất lớn, rất quan trọng. Những người đã có những phát kiến rất là quan trọng trong lĩnh vực khoa học phải đặt lại vấn đề, không phải là chỉ tìm ra một chân lý hay phát minh được cái gì đó hay tạo được một cái gì đó, mà còn phải nghĩ đến là kỹ thuật đó để áp dụng ra sao. Chúng ta lấy ba thí dụ. Albert Einstein, một trong những bổ vĩ đại của nhân loại, và người ta xem rằng ông là cha đẻ robot nguyên tử. Nhưng mà thưa quý vị, ông nói về nguyên tử, nói về phản ứng nguyên tử, phản ứng hạt tâm như là một sự thật của vật lý. Và ông cảnh báo rằng sau thế chiến thứ ba đó, có thể là nhân loại sẽ không còn có cái cơ hội sống sót nếu rớt cuộc chiến tranh nguyên tử. Và lúc bây giờ
nền văn minh tàn lụi là con người đánh nhau, chỉ lấy đá ném nhau thôi. Một mặt nào đó thì Albert Einstein, ông có lượng định được những cái nỗi nguy hiểm mà con người có được kỹ thuật chiến binh nguyên tử. Một thí dụ khác mà rất gần với chúng ta đó là Gates, người đã biến cái khoa học tin học, tức là computer, trở thành một cái gì chúng ta gọi là PC, personal computer, để chúng ta sẽ sử dụng trong đời sống hàng ngày, như là nhiều người trong chúng ta đang sử dụng để vào phó thoát ở đây. Đó là những sự ứng dụng kỹ thuật rất là quan trọng. Không phải những cái chip đơn thuần, những cái processor mà chúng ta biết làm những cái chuyện mà trước kia nhân loại không thể tưởng tượng được, mà những cái hệ thống vận hành điện toán như là DOS hay là Windows đã chi phối toàn bộ cuộc sống của con người. Nhưng mà sau rất là nhiều năm đi những bước rất là lớn ở trong ngành điện toán, chính Bill Gates ông cũng đặt lại vấn đề là phải sử dụng đồng tiền của mình và sử dụng kiến thức của mình cho cái gì đó mà nó đẹp hơn, nó phục vụ nhân loại tốt hơn, hơn là chỉ đơn thuần tạo ra một cái hệ thống như là Windows để phục vụ thuần túy về khoa học. Hay hoặc giả một người khác cũng đương thời, Steve Jobs, khi mà ông biến cái điện thoại mà chúng ta gọi là touch screen, tức là màn hình cảm ứng, từ những cái điện thoại trước kia mà bấm nút này nút kia, bấm từ cái keyboard để tạo chữ, bây giờ chúng ta tất cả điều hành bằng một cái màn hình cảm ứng, và hệ thống iOS đã thay đổi toàn bộ cái gọi là điện thoại thông minh. Thì thưa quý vị, ở trong thời gian gần đây đó, vài năm trở lại đây, thì Apple đã bắt đầu đưa ra một cái ứng dụng ở trong iOS là theo dõi và nhắc nhở người sử dụng điện thoại là đã sử dụng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút ở trong một ngày hay trong một tuần, như là một lời cảnh báo. Bởi vì ngày nay người ta đã bắt đầu rơi vào cái tình trạng là lệ thuộc quá nhiều vào điện thoại, là khiến cho con người mất đi rất nhiều thứ khác. Ở trên bàn ăn trong gia đình, vợ chồng con cái ít khi ăn cơm mà lắng nghe nhau, nói chuyện với nhau. Những bữa cơm bị gian dở nếu chừng vì điện thoại đến. Hoặc giả là có nhiều người vừa ăn vừa coi tin tức, check email. Có những người ngoài cái chuyện mà dùng điện thoại thông minh để lướt những trang web, lướt Facebook, hầu như họ sống một thế giới hoàn toàn tách biệt của bên ngoài. Và vì vậy, một câu hỏi khác được đặt ra, đó là đồng ý là có kỹ thuật đó, đồng ý là có phương tiện rất là hiện đại đó, nhưng mà chúng ta sống ra sao? Và cái sống ra sao áp dụng thế nào? Và nó sẽ ra chúng ta như thế nào? Thì điều này cần đến một cái gốc. Cái gốc đó chúng ta gọi là tôn giáo. Và đối với người Phật tử, gốc đó là Phật Pháp. Thưa quý vị, chúng ta ở chùa gặp rất là nhiều trường hợp, một số lớn không nhỏ Phật tử đó. Ở đi chùa là một
tục lệ không hơn không kém. Ngày Tết thì đi chùa lại Phật, hái lộc, cầu phước. Có người thân chết đến chùa để xin cầu siêu, thì chia tăng giúp làm tang lễ. Nhưng mà ngoài những phong tục đó thì người ta cứ đương nhiên rằng mình có tôn giáo, mình có niềm tin. Nhưng mà tôn giáo niềm tin đó đó, nó chỉ là một thứ tập tục không hơn không kém. Ít khi nào mà chúng ta nghĩ rằng một cái nhìn khác về tôn Phật pháp đối với cuộc sống nó cần được nghĩ như thế nào, cần được áp dụng thế nào. Rất ít khi để ý đến chuyện đó. Bởi do vì chúng ta phải nhận ra một điều là nếu cái tâm của chúng ta có nghiêng về khoa học, chúng ta có nghiêng về kỹ thuật, về máy móc, thì chúng ta cũng nên có một thứ để quân bình lại, để mình cuộc sống nó không phải chỉ có một phương diện. Mà chúng ta quá lậm, cái chữ lậm mà chúng tôi ít có khi nghe người ta biết ở trong văn viết, nhưng mà ở ngoài người ta nói thì tiếng Việt Nam chúng ta chỉ quá lậm. Nhưng mình lậm thuốc hay lậm cái gì? Lậm là cái gì đó mà mình xài quá nhiều. Ở giống như thưa bà anh có chữ abuse, giống như mình uống thuốc. Uống thuốc lậm là thì uống chừng mực nào đó mình uống quá nhiều. Thì cái quá nhiều đó thường là cái mà chúng ta không để ý đấy. Và cái dở nhất của khoa học là cái giờ đánh thức con người biết thế nào là vừa đủ. Hầu như nó có những cái nhu cầu cứ xô đẩy chúng ta tới. Không trách chi quý vị, ở trong thế giới ngày nay người ta không có cái thắng, người ta không có cái gì đó để gọi là đánh thức. Chúng ta đi quá đà, cái gì cũng đi tới, cái gì cũng cực đoan hết. Cực đoan về ẩm thực, cực đoan về sử dụng thuốc, cực đoan về quan niệm đảng phái chính trị, cực đoan về ý thức hệ, cái gì cực đoan. Và trong những cực đoan đó, thậm chí nó tạo nên những cái cult. Chúng tôi tạo gọi cái cult, cult tức là phong trào dị giáo. Và những cái cult này đó, nó trở nên rất là nguy hiểm. Nguy hiểm đến nỗi mà ở trong sự say xưa đó, người ta không có bao giờ nhìn lại. Chúng tôi nhớ rằng đọc trong hồi ký của học giả Nguyễn Hiến Lê đó, thì cụ Hiến Lê có viết một quyển hồi ký. Ở trong đó cụ có đề cập đến hai người con của mình. Một người đặt tên là Nhật, một tên người đặt là Đức. Lý do mà cũng Lê đặt hai người con, một người tên Nhật, người tên Đức, tại vì có cái thời nào đó trước đại dịch thế chiến thì là một thanh niên trẻ cũng rất là hâm mộ hai quốc gia này. Đức là một quốc gia bại trận hồi đại nhất thế chiến, và do cái tinh thần yêu nước, cái niềm tự hào, họ đã làm việc cực lực trả lời một số nợ khổng lồ bồi hoàn chiến tranh bị áp đặt một cách nặng nề bởi đồng minh, bởi Anh Pháp. Nhật á, lại là một quốc gia Á Châu. Thời đó phương Đông thì Trung Hoa và Ấn Độ. Ấn Độ thì còn là thuộc địa Anh, và Trung Hoa thì rất là loạn lạc, mục nát. Còn những quốc gia khác Đông Nam Á, không quốc gia nào mà có một cái gì có thể so sánh được với Tây Phương về khoa học, kỹ thuật hết. Nhật Bản thời đó, họ đã đi trước với phong trào canh tân của Thiên Hoàng Minh Trị.
Chúng ta tưởng tượng là ngày nay Việt Nam chúng ta chưa có chế được một chiến hạm mà trên 4.000 tấn được. Mà để thế chiến người Nhật, họ đã chế được những hàng không mẫu hạm, họ đã có những chiếc tàu ngầm mà chưa từng họ chế được. Họ có những hạm đội hùng mạnh và bậc nhất của thế giới thời bấy giờ. Thật ra cụ Nguyễn Lê rất là tự hào, không phải tự hào mà rất là ngưỡng mộ, rất hâm mộ nước Nhật và nước Đức. Đến nỗi đặt tên hai người con của mình, một người tên Nhật, người tên Đức. Nhưng có một đoạn ở trong hồi ký, cụ Nguyễn Lê đã nói đến một cái phong trào, gọi là phong trào dân túy, rất là đáng ngại. Nước Nhật là một quốc gia theo Phật giáo, 95% dân chúng Nhật gọi mình là Phật giáo. Nhưng mà do cái niềm tự hào, họ đã xây dựng một chế độ quân phiệt. Và chế độ quân phiệt của Nhật trở nên rất là tàn ác, mặc dù đó là một quốc gia theo Phật giáo. Người Nhật gieo rắc kinh hoàng ở trong cái khối Đại Đông Á. Mà chúng ta biết thời bây giờ Việt Nam chúng ta cũng có hơn 2 triệu người chết vì cái chính sách đốt lương thực của Nhật Bản. Ở Âu Châu cũng vậy, Đức Quốc chỉ có vài năm mà họ say sưa với vị lãnh tụ đó là Hitler, một người đến từ Áo và đề cao cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan, lập lên một phong trào dân túy. Và người ta sùng bái Hitler đến độ mà không cần biết đúng sai phải quá gì hết. Người Đức họ chỉ nói về lòng hãnh diện, về sự tự hào. Và họ xem Hitler như thần thánh. Cái gì Hitler nói cũng đúng, nói cuồng tính thế nào cũng là đúng. Mà Đức là một gia theo Catholic và cũng là quê hương của Martin Luther, người đã khai mở ra phong trào Tin Lành. Mà người Đức, thưa quý vị, họ là một dân tộc mà cho tiền từ thiện nhiều nhất trên thế giới, kể cả hiện nay tính theo tỷ lệ đầu người. Họ không phải là những người thiếu thông minh, họ không phải là những người vô đạo đức. Nhưng mà cái phong trào túy lên cao, cái chủ nghĩa quốc gia cực đoan lên cao, cái sự sùng bái một lãnh tụ quá cực đoan đó, đã khiến Hitler và nước Quốc xã đưa nước Đức vào một thảm họa, không phải chỉ cho nước Đức mà cho cả nhân loại, tạo nên cái địa vị thế chiến. Và tôi chúng ta biết trong địa vị thế chiến đó, là thời nước Quốc xã lên đó, là gieo rắc không biết bao nhiêu tai ương kinh hoàng. Và cụ Nguyễn Lê đã biết ở trong quyển hồi ký là cụ đã mất đi cái niềm tin thực sự, cái lòng hâm mộ thực sự với nước Nhật và nước Đức. Trở đi một lần nữa chúng ta nhìn thấy một cái tinh thần cực đoan đó, nó rất là tai hại. Thật ra thưa quý vị, một cái bệnh mà dễ sợ nhất của nhân loại đó, đó là mình sùng bái lãnh tụ, sùng bái cá nhân. Và bất kể khi một người đã họ đã sùng bái rồi đó, thì thậm chí đó là một chủ nghĩa Marxist, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quốc gia cực đoan, gây bao nhiêu là cái tăng tốc đại ương, thì người ta cũng không bao giờ nghĩ là. Thật ra một cái lời cảnh báo của chúng ta như vậy là chúng ta ứng dụng khoa học, chúng ta ứng dụng kỹ thuật, chúng ta nói về những phương pháp để cân đơn xã hội. Nhưng bên cạnh đó, con người sống phải có một chút lương thiện, con người sống phải có một chút tình người, và con người sống phải đặt lại là xã hội đang đi về đâu. Trước khi đại dịch thế chiến xảy ra năm 38-39, Đức Đức còn rất tự hào về những phát minh khoa học kỹ thuật. Họ cảm thấy rằng có thể trở mình được. Họ đã khởi dịch cuộc chiến tranh từ Bao Kinh, rồi qua Ba Lan, rồi thậm chí xâm lăng qua Pháp, qua các nước Tây Âu. Người Đức họ cảm thấy là họ đúng hoàn toàn 100%. Nhưng mà trong sự say sưa đó, người ta đã quên rằng người ta đang sùng thượng một cái chủ nghĩa phát xít. Và chủ nghĩa đó không phải mang đại họa cho nhân loại, mà đem cả
cái sự tàn phá tận cùng của chính nước Đức. Vì vậy đó, cái bài học của chủ nghĩa phát xít, mà kể cái chủ nghĩa phát xít đó là khoa học cần một sự cân bằng. Hồi nãy này với chúng tôi này có viết đó, là khoa học chỉ có thể nói rằng đó là cái miệng núi lửa, đó là nơi mà có nhiệt độ chừng đó, và nhiệt độ có thể cháy cái gì. Nhưng mà khoa học không nói được cái giữ ra sao, là nếu bạn là con người, bạn đi vào trong đó thì bạn sẽ thiêu cháy, do vì bạn đừng đi. Bạn vào trong đó bạn sẽ bị thiêu cháy, do đó bạn đừng đi. Cái đó khoa học không bàn đến. Bởi vì khoa học không bàn đến điều đó, đó nó tạo thành một cái hệ lụy lớn cho chính nhân loại. Vì vậy những ai là người Phật tử đều hiểu một giá trị của sự trung đạo. Trung đạo là gì? Là cái gì vừa chừng. Đôi khi mình cũng phải nhìn lại vấn đề, đôi khi mình cũng phải suy nghĩ lại. Nếu mà chúng ta cứ lao vào tới, thật ra thưa quý vị, hôm nay chúng ta đã bắt đầu trả giá quá nhiều. Cái tâm thái, cái mentality của con em ngày hôm nay lớn lên ở tại các quốc gia, nó đã khác từ ngày xưa rất nhiều. Tâm thái đó là gì? Chúng ta lớn lên với máy móc. Chúng tôi nhớ có một lần ở với Hòa Thượng. Hòa Thượng kêu chúng tôi, Hòa Thượng chỉ. Lúc có một gia đình, họ đến chùa, họ nấu thuốc bắc cho Hòa Thượng. Họ dẫn theo đứa con 5 tuổi. Ông chồng hút bụi, còn bà vợ lên nấu thuốc bắc. Đứa con nó cầm cái iPad mà nó bấm, mà đứng nhìn nó, mà tự nó giỏi quá, 5 tuổi mà nó bấm một cái rất là, và tự dùng cái chữ rất là điệu nghệ, mới có 5 tuổi thôi. Thưa quý vị, thật ra thì một đứa trẻ mà nó biết sử dụng iPad một cách thành thạo như vậy thì kể ra cũng giỏi đó, mới 5 tuổi thôi. Và một cái iPad, một cái máy tính bảng mà nó trở thành một vụ dụng cụ thân thiện, đến nỗi một người già sẽ sử dụng được một người trẻ như vậy, kể ra nó cũng là một cái phương tiện rất tốt. Nhưng mà ngoài cái đó ra, nó còn có cái hệ lụy khác nữa, là trẻ em lớn lên trong cái sự cuốn hút của khoa học kỹ thuật, nó không có cái chân thắng. Giữa chân ga thì có đi tới thôi, chứ không bao giờ có chân thắng. Bây giờ càng ngày những người trẻ đó, họ không thích nói chuyện với những người thân, chơi với máy móc thôi. Tại chơi máy móc mình chỉ bấm cái là mình được cái gì mình muốn, còn chơi với con người nó mệt quá. Thậm chí có nhiều người lớn cũng phải nói rằng tôi cảm thấy mệt quá chơi với con người vì đem về chơi với máy móc. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra chúng ta là con người, chúng ta cần một cái gì đó nó khác biệt hơn chỉ là máy móc. Cũng như là chủ nghĩa, phải coi chừng. Một khi con người đã quá trọng cái chủ nghĩa mà quên đi rằng chủ nghĩa là để phục vụ cho con người, chứ không phải là con người phục vụ chủ nghĩa, thì lúc nó trở thành cái đại họa của nhân loại. Nếu khoa học kỹ thuật không phục vụ cho con người mà con người phục vụ cho khoa học kỹ thuật, thì phải đặt một câu hỏi rằng liệu con đường đó dẫn chúng ta đi về đâu. Thì thưa quý vị, ở trong bài học ngày hôm nay đó, mở đầu ngày Bây Giúp Tôi cũng đề cập đến những cái phương diện như là sự thật, phong tục tập quán và khoa học, là những gì mà chúng ta rất là dễ nhập nhằng với nhau, rất là dễ nhập nhằng. Chúng tôi lấy ví dụ, sự thật là những cái định lý đương nhiên, nhưng mà phong tục, tập tục là tập tục. Hồi chúng tôi còn nhỏ ở Việt Nam thì Tết là gì? Tết là phải có mai vàng, Tết là phải có bánh tét, thịt kho dư giá, Tết là có quần áo mới, có chừng lì xì,
và mình nghĩ đó là, đó là chân lý thôi. Giống mình ăn canh chua mà có ngò ôm hay ngò gai bọ, đó là chân lý, nó phải vậy thôi. Nhưng mà thưa quý vị, ở một cái tuổi nào đó thì mình hiểu rằng tất cả những cái đó nó là cái thói quen, không phải thói quen bản thân mà nó trở thành cái định lệ của xã hội. Ngày đó thì phải có cái đó. Như là ở Mỹ, ngày Halloween thì họ làm ra những hình tượng ma quỷ, ma lý, bí đỏ, hoặc cắt hình đầy hình kia, hay là vào ngày Christmas họ làm cái Noel luôn. Chúng ta nên hiểu đó là tập tục, và không nên làm lẫn cái tập tục với chân lý. Tại vì hồi nãy cái bên dưới tôi ngày có nói rằng người Anh á lái xe bên tay trái, người Pháp lái xe bên tay phải, thì chúng ta ghi nhận là bên lái xe bên tay trái với bên lái xe tay phải, và chúng ta đừng bao giờ mà nói rằng lái xe bên tay phải mới là hợp lý, lái xe bên tay trái là vô lý. Cũng như thưa quý vị, hồi trước chúng tôi có nghe một người họ chê cái văn hóa Á Châu, thì văn hóa Á Châu là thiếu cái sự thân thiện, là gặp nhau nơi bắt chước người Tây phương là bắt tay. Bắt tay là một cái biểu tổ lộ mà họ nghĩ rằng tượng trưng sự hợp tác, tượng trưng cho sự thân thiện. Nghe thì cũng không phải là dở đâu, tại vì cả thế giới họ bắt tay, từ những viên chức cao cấp chính quyền cho đến người dân trên đường phố và nhiều người nữa. Đôi khi bạn bè trượt xuống gặp nhau bắt tay, chúng ta có chỉ là tay bắt mặt mừng. Tay bắt mặt mừng đã trở thành một chân lý của đời sống. Nhưng mà rồi đến khi bệnh dịch không biết xảy ra, nhiều người họ nói rằng là chúng ta nên thay đổi cái cách chào. Một trong những đề nghị đó là mình sử dụng Namaste, là cái chắp tay lời chào của người phương Đông. Cái chắp tay chào đó chúng ta tìm thấy khắp rất là nhiều nơi, ở Ấn Độ, ở Thái Lan, vân vân. Thậm chí Tổng thống Mỹ Donald Trump ông còn nói rằng bắt tay là một cái cách chào rất là mọi rời. Tôi không ngửi không. Nhưng mà thật ra ở cái lúc nào đó, thì có nhiều người trong chúng ta thấy chuyện bắt tay đó là một cái chuyện, nó là một cái norm, nó là một cái định lệ, nghĩa là tự nhiên, chân lý của xã hội. Chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi bị là đàn ông mà không hút thuốc thì không phải đàn ông. Bây giờ cả nước Mỹ không bỏ hút thuốc, không bỏ hút thuốc không phải là người đàn ông Mỹ, không còn đàn ông nữa. Thì chúng tôi bắt tay, bây giờ đã trở lại, có nhiều cái thì trở lại chấp tay xá và chấp tay chào nhau Namaste, cái đó cũng là một cái đẹp. Vì vậy chúng ta đừng lầm lẫn phong tục tập quán với sự thật. Cái tập quán nó chỉ là những gì có rất là chi tiết, mặc ước, cái quy ước, một cái định lệ của xã hội, không nhất thiết là nó có một giá trị như một chân lý. Và một điều khác, khi mà Ngài nói rằng ngoài cái sự thật, ngoài cái tập lệ, tập tục, còn có một thứ là đạo đức. Cái đạo đức ở đây đó, đó là một cách mà chúng ta tiêu hóa, chúng ta vận dụng sự thật như thế nào mà nó đẹp, nó lợi ích cho nhau. Một khoa học đôi khi không làm ra chuyện đó. Phát minh là phát minh thôi, và áp dụng như thế nào đó là chuyện của kỹ thuật. Và cái kỹ thuật thường là áp dụng cho con buôn, nhưng mà kỹ thuật không nhất thiết là có lợi về phương diện đạo đức. Về điểm này chúng ta thấy rất là rõ, có nhiều cái công trình, những phát kiến, thậm chí những ứng dụng khoa học, nhưng mà rồi nó lại không thực sự có một cái lợi lạc gì cho nhân loại hết. Như hồi nãy chúng tôi có đề cập đến cái thí dụ là vị nào mà ngày xưa có phim rất là nổi tiếng của Mỹ là Kramer versus Kramer. Ở trong đó có một cái lời thoại, mà ở trong đó người ta hỏi là tương lai thế giới là gì, thì người trả lời là plastic, plastic là tương lai của thế giới.
Tại lúc chú ý plastic ấy, người ta thấy có rất nhiều ứng dụng, làm cái chén, cái thau, là bao nhiêu cái gia, đồ gia dụng trong nhà. Nhưng mà rồi bây giờ thế giới đã làm lên, nhìn những con sông như sông Cửu Long, sông Brahmaputra, sông Dương Tử, nhiều con sông khác ở châu thải ra biển không biết bao nhiêu những rác rưởi. Và rác rưởi đó là phần lớn là plastic. Plastic nó không có bị tiêu hủy, nó là ô nhiễm thiên nhiên. Những cái hố sâu như là Mindanao Trench, những hố sâu của thế giới mà những cái tìm thủy đỉnh tối tân lặn xuống đúc nhưng vẫn tìm thấy cái dấu hiệu của plastic. Có những con cá voi, cá heo đến chết mổ bụng ra là đầy plastic trong đó. Plastic đã làm ô nhiễm cái đất này, ô nhiễm đến mức độ cùng cực. Và bây giờ mọi người hô hào đang giảm bớt plastic. Thì chúng ta hiểu rằng phát minh ra một cái gì đó để áp dụng cái gì đó không hẳn nó là một chân lý. Có thể lúc đó mình thấy đó là một chân lý, như chúng ta chuyện hút thuốc là một chân lý với nhiều người, hay là chuyện khi chúng ta còn nhỏ ở Việt Nam ấy, thưa quý vị, người ta coi ăn đồ hộp là ăn đồ sang, ăn đồ văn minh, còn ăn rau quả, ăn những thứ gì mà nó có tính cách là ở vườn là miền quê. Nhưng bây giờ mình qua biển có thấy rằng ăn đồ tươi, ăn rau quả đó, nó lại là một thứ tốt, nhất là trồng organic. Hồi xưa chúng ta ăn rau quả, ăn đồ organic nhiều chúng ta thấy rất thường. Bây giờ càng ngày thì người ta còn thay đổi. Vì vậy phải đặt lại vấn đề, phải nhìn lại vấn đề. Và kể cả ở bên trong cái đại dịch mùa Covid này, thỉnh thoảng ngoài những con số thống kê về con số lây nhiễm, con số tử vong, ngoài những cái biến động về chính trị, về xã hội, về kinh tế, chúng ta thấy những hình ảnh rất là đẹp. Những hình ảnh rất là đẹp đó là những bác sĩ, những y tá, họ biết mình sẽ bị lây nhiễm và lây nhiễm có thể chết, thậm chí biết di chúc lại, thậm chí đau lòng khi mà không về thăm những người con, người cha mẹ, thân nhân mình được, nhưng vẫn lao mình vào. Và chúng ta thấy rằng ở nhiều nơi trên thế giới họ có những ngày họ ra ngoài ban công để cùng giao đàn hát, để ca ngợi, để vinh danh những bác sĩ y tá đó. Đó là hình ảnh đẹp của con người. Thì cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, nó có nhiều sự thật, nhưng mà chúng ta hãy coi chừng sự thật đó là một sự thật của sự thật, sự thật đó là của mặt ước mà Đạo Phật gọi là thiết hay là chế định, sự thật đó là sự thật của đạo đức. Và ở trong cái nhìn của người Phật tử thì Đức Phật dạy chúng ta rằng dù đó là sự thật nhưng mà phải coi nó có lợi mình, lợi người và lợi cả hai hay không, hay là có lợi cho người mà hại cho mình, hoặc là hại cho mình mà lợi cho người, hoặc hại cả hai thì được làm. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện về một đoạn ở trong quyển khoa học và Phật giáo, Phật giáo và khoa học của Ngài Pajuto. Và đây là quyển sách dài, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc ở tại đây. Và hôm nay thì để xin thỉnh Đại Đức Tuệ Tri. Đại Đức Tuệ Tri không biết hôm nay có thể tụng kinh Rattachutta phản ngữ một lần được không? Nếu Đại Đức Tuệ Tri đang có mặt trước máy, xin Đại Đức Tuệ Tri khoan nghỉ tụng cho. Dường như Đại Đức Tuệ Tri không nghe được. Sư Minh Thông ơi, Sư Minh Thông có nghe được không? Ô dạ, dạ thỉnh Đại Đức Tuệ Tri. Sau khi Đại Đức Tuệ Tri tụng một lần, thỉnh Sư Minh Thông tụng cho một lần nữa. Cũng kính lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, kính lễ Sư Nguyên Thông, và kính chào quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Con xin đọc bài kinh Rattachutta.
Yani tapu ta ni samagata ni kumma ni guaya ni guanta li khe sa pe wapu ta sumana pavantu ato bisaka jasunanto pasitang tasma hi puta ni sameta sape metang karo tamanusiya baca yadi guacarato jaharanti ye baling tasma hi ne rakhata aptamata yang kinci witang witawa hurang wasake suwa yang ratanang panitang nano samangati tathagate nairam vibhute ratanang panitang etena satyena suwati hotu khayang viragang hamatang panitang yadachaga Sakyamuni samahito nate nathamme na samatikin Chirambi thamme ratanang panitang Ete na satye na suwati hotu yambutha setho Iwana yisuching samadhi manantari kanyamahu samadhi nate na samo na vichati dambi thamme ratanang banitang ete na satye na suwati hotu ye pukkala athasatang basatha chathari etani yugani hantite Lakhineya sugata sasavaka ete sudinnani mahapala Nirambi sankhe ratanang banitang ete na satye na suvati hotu yesu payuta Manasadan he nanikamino gotama sasanam hite Bhati bata matang vigai halatha mutha neputhing Tinh bun chamana hiram bi sankhe ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu yathin dakhilo pathawin sito siya Chato pigwate piasambakam biyo tatho bhamang Sapuri sangvara miyo ariya sacha Niyawe chapa satiram bi sankhe ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu ye ariya sacha Nivipawa yanti rampi rabbanye na sudesita Nikincha pite hontu pusapamata Nate pavangata mamari yanti rambi sanghe ratanang banitang Ete na satye na suvati ho Tusaha vasada sana sambarayata yasuthamma Chahita pavanti saka yaditi vichiki chitancha sila patang Vabhijadati kinchi chatuha bhaje hichave pamuto Chachapi thana viapapo katum hirambi sankhe Ratanang banitang ete na satye na sukhamoto kincha Visokam mankaroti babakam Kaye na vacha yudache tasa vapapo sota sabati chata Yapapata di sabada savuta hirambi sankhe ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu apagumbe Yathapusita ke gimha namase Mathamasming gimhe tathupamang thammavarang Arisayinibbanagaming paramang hita jairambi buddhe ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu varo varangyu Varado varaha Aro nuttaro thamma varang Adesa yiram vipote ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu khinang Puranang na vang nati sampavang Viracha titta yati ke pavasming Tekhi na bicha viruni chanda Nippanti thira yathayam baribo Irambi sankhe ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu yani taputa ni samagata ni pumma ni vaya ni vanta likhe tathagatang deva manu sabuchitang buddhang namasama suvati hotu yani taputa ni samagata ni pumma ni vaya ni vanta likhe tathagatang deva manu sabuchitang Dhammang namasama suvati hotu yani taputa
Nisagatani pummani vajani vantalikhe Tathagatang deva manu sabuchitang sankhang namasama suvati hotu. Con đã đọc xong bài kinh Ratana Sutta. Tiếp theo chương trình xin kính thỉnh sư Nguyên Thông ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con được Nguyên Thông, con xin đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp và đảnh lễ Chư Tăng. Con xin tụng kinh bài Ratana Sutta. Ya ni da phu ta ni samma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe sa be va phu ta su ma na pha vang tu a tho bi sa ka cha su nang tu pha si tăng ta sma hi phu ta ni sa me tha sa be me tăng ka ro tha ma nu si ya pa cha ya di va cha ra ak to cha ha rang chi ye ba lin ta sma hi ne rang ka ta ba ma ta Yang kiên chi vi tăng y tha va hu răng va sạc ghê su va yang ra ta năng pa ni tăng na no sa mang a thi ta tha ga te na y đam bê bua thê. Ra ta năng pa ni tăng e te na sạc chê na su va thi hô tu kha yang vi ra găng a ma tăng pa ni tăng gia đa cha ga sạc gia mu ni sa ma hi tô na te na thăm mê na sa ma thi kiên chi y đam bê thăm mê. Ra ta năng pa ni tăng e te na sắc chê na su va thi hô tu giang bua da se to pa ri van na di su chin sa ma di ma am nan ta ri can nha ma hu sa ma di na te na sa mô na vi cha ti đam bi thẩm mê ra ta năng pa ni tăng e te na sắc chê na su va thi hô tu ye pu ga la at ta sa tăng pa sa ta cha ta ri e ta ni yu ga ni hôn ti te da ki ne ya su ga ta sa sa va ka e te su di na ni ma hap pa la ni i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô tu giê su ba giữa ta ma na sa đàn hê na ni ca mi no go to ma sa sa nam ni tê pa ti ba ta a ma tăng bi ghê a la đa mu đa tiện phung cha ma na y đàm bi sẵn khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô tu gia thiên đa khi lô pa tha vin si tô si gia cha tu phi pha te phi pha sam pa cam phi yo ta thu pa mang sup pa phi sang pa da bi yo a ri cha sắc cha ni a ve cha pa sa ti đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng e te na sắc che na su va thi hô tu ye a ri cha sắc cha ni bi pha va yang thi gam phi ra pa nye na su de chi ta ni kiến cha bi tê hôn thi phu sắp ba ma ta na tê pha văn a tha ma mam di văn thi y đam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su thẩm ma cha hi ta pha văn thi giác ca và điệt thì biết chi kiến chi tăng cha sĩ la ba tăng va bi gia đa thi kiên cha cha thu ha pa am dê hi cha vi ba mùa tô cha cha phi tha na ni áp phá bồ ca tum y đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu kiến cha bi số căm măng ca rô ti pa pa căn ca dê na va cha dù ta chê sa sa va áp phá bồ sô ta sa ba thi cha đa dạ phá ba ta đi thi pa đa sa vua ta y đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hôn tu va na pa gum bê giá tha phu si tắc ghê ghim ha na ma sê pa tha ma smin ghin hay ta thu pa măng tham ma va răng a đê sa di nip ba na ga min pa ra măng hi ta ya y đam bi bua thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va rô va ra nhu va ra đô va ra ha rô a nu ta rô tham ma va răng a đê sa di ni y đam bi bua thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu khi năng pu ra năng na văn na thi sam pa văn vi ra ta chi ta ya ti kê pa va smin
Tế khi na pi cha a vi run hi chang da ni yap bang thi thi ra ya tha yang pa di bo i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng. Ê tê na sắc chê na su va thi hô tự giả ni tha phụ ta ni sâm ma gà ta ni phụm ma. Ni va ya ni va an ta li khe tha gà tăng đê va ma nu sa bu chi tăng bu da hăng na ma sa ma su va thi hô tự giả ni tha phụ ta. Ni sâm ma gà ta ni phụm ma ni va ya ni va an ta li khe tha gà tăng đê va ma nu sa bu chi tăng đà măng na ma sa ma su va thi hô tự giả ni tha phụ ta. Ni sa ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tam de va ma nu sa bu chi tăng sang ga hăng na ma sa ma su va thi ho tu. Vì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nguyện Thông, con đã đọc xong bài kinh Ratana Sutta. Thì con xin trao mai lại cho Sư Phụ Giác Đẳng. Kính thỉnh Sư Phụ trở lại mai và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời Sư Phụ. Mời cô chủ mời. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Từ mẫn con, thành kính cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Và con thành kính đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Giác Đẳng cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni trong Đạo Tràng. Hôm nay con xin phép được đọc bài Kinh Châu Báo bằng tiếng Bali, nhưng mà con còn yếu lắm, cho nên có cái gì sơ xuất quý ngài quý sư tha cho con. Nam Mô Bố Tha Giá. Yani tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni wa ya ni wa an ta li kung khe sập bê wa phụ ta su ma na pa wan tu a tho vi sắc cắt cha su năng tu pa si tăng ta sma hi phụ ta ni sa me tha sập bê ma tăng ca ro tha ma nu si ya ba ya ya Di wa cha rat to cha ha ran ti che pa lim ta sma hi ne rat ka tak ap ba mat ta Yang king chi vi tang i tha wa hu rang wa sa ke shu wa yang ra ta nang ba ni tang Nano sa nang at ti ta tha ga te na i ram bi bụt the ra ta nang ba ni tang Ê tê na sắc chê na su wa ti hô tu Kha yang vi ra răng a ma tăng ba ni tăng Ya da ya ga sắc ya mu ni sa ma hi tô Na tê na thầm mê na sa mắt ti kinh chi y đâm vi thầm mê ra ta năng ba ni tăng Ê tê na sắc chê na su wa ti hô tu Yang bút tha sẽ tổ ba ri quang na vi su chinh Sa ma thi ma năng ta ri căn nhà ma hu Sa ma thi na tê na sa mô na vi ya ti Y đăng bi thầm mê ra ta năng ba ni tăng Ê tê na sắc chê na su wa ti hô tu Ye bút ga la akasa tăng bát thi ế à ni du gà khi nấy tất ta đã xả qua gà ế đề su đi na ni ma ha ha pha la đang bi sang khe ban ế đặc chế su ti hô tu ta ni mô vô ma sa sa nam a a ma i ge tha mu tha ni bu ma na
đăng bề nộ đa thêm thủ sắp mu ri sa chi đa năng ê ta dạ nam mô bút tha giác con nghe lời được tiếng con không ạ dạ 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 cho con biết tín hiệu dạ con xin cảm ơn con. Chắc cái mạng quá dạ xa thú đạo tràng dạ con xin tiếp tục còn một phần đoạn sau ạ dạ như vậy con xin dạ con tiếp tục dạ. Con kính tri ân sư ạ. Y lo ba tha win si to si ya wa ta cam bi ta thu wa da mi ari ya sa ti dam bi sang he ra ta na Thưa quý vị có nghe chúng tôi được không? Dạ vâng, rất tiếc là cô Từ Mẫn nó cũng Bali hôm nay, nhưng mà cô lại đọc từ tắt về đường truyền, do đó chúng ta không nghe rõ. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến một khía cạnh khác của bài kinh Châu Bảo, kinh Pratthanasutta. Bài kinh này thật ra ngoài phần chánh văn thì có cái lời dẫn nhập phản văn, và lời dẫn nhập này ngày xưa ngài Hộ Tông ngài hay dùng cái chữ là bố cáo, dạ, bố cáo tức là một cái lời công bố, nhưng mà đôi khi bây giờ chữ bố cáo hiểu khác đi, do đó chúng tôi thường dịch là cái lời dẫn nhập. Thực ra cái lời dẫn nhập này rất là quan trọng, thì vì ở trong đó nói đến một phần lịch sử của bài kinh và nói về cái cách của tôn giả Ananda trong bài kinh này. Chưa đọc một đoạn ở trong lời bố cáo này, tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng trì tụng kinh Châu Báu suốt trọn cả đêm dài, ba vòng thành Vesali niệm tất cả ân đức của Như Lai đại lực là 10 ba la mật, 10 thượng ba la mật, 10 thắng ba la mật, năm pháp đại trí xã, ba hạnh nguyện độ sanh trong kiếp chót giáng trần, xuất gia trồng giải thoát, cổ hạnh nhiệm đạo màu, chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiết chủng trí, chứng chính pháp siêu phàm, chư thiên khắp các cõi mười muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội. Thì thưa quý vị, đoạn đầu này đề cập đến hình ảnh của tôn giả Ananda, vị trì giả của Đức Phật. Khi mà ngài tụng bài kinh này, thì trước nhất là ngài đi kinh hành rất chậm, để ở trong ba vòng thành Vesali. Vesali ngày xưa là có cái bờ tường bao bọc chung quanh, và ngày đi như vậy ba vòng thành là hết một đêm, cái thành cũng đừng nói lớn. Và trước khi ngày đi thì ngày đứng lại, ngày niệm tưởng về ân đức của Phật. Và ở đây những gì mô tả mà chúng ta được nghe đó là ngày nghĩ về Đức Phật trước khi mà giáng trần ở trong kiếp chót, thì ngài đã trong vô lượng kiếp ngài tu tập ba la mật hạnh, niệm tất cả ân đức của Như Lai đại lực là 10 ba la mật, 10 thượng ba la mật, 10 thắng ba la mật. Cái 10 ba la mật tức là những pháp là bố thí, trì giới, xuất gia, tinh tấn, trí tuệ, chân thực, nhẫn nại, từ tâm, chí nguyện, từ tâm, hành xả. Và một cái vị mà tu tập ba la mật đầu tiên thì tu những pháp này, dù rằng bị mất nhà, mất cửa, hy sinh tất cả những vật ngoại thân, thì đều thực hành những 10 pháp này
như thí dụ bố thí thì dù cho hết tất cả vật ngoại thân thì cũng cho được, hay là trì giới dù phải mất hết tất cả vật ngoại thân để giữ giới thì các vị cũng làm được. Cái đó chúng ta gọi là ba la mật ở trong mức độ gọi là thương độ. Ở trong cái gọi là thường ba la mật thì cao hơn một chút là vị này hành trì ba la mật dù chỉ hy sinh tứ chi như là tay chân chẳng hạn, hay là cho thận, cho mắt, cho những bộ phận trong người mình, thì cái đó gọi là mười thượng ba la mật. Ví dụ như khí chẳng hạn, thì thưa quý vị, mười thắng ba la mật là hy sinh cả mạng sống của mình để thực hành ba la mật, thì tổng cộng như vậy là Đức Phật toàn giác đó, ngài hy sinh ngoại vật tứ chi. Ngoại vật á, tức là ba la mật bậc thường độ, rồi tứ chi hay là những cơ phận nhưng mà chưa tới mạng sống á, cái đó chúng ta gọi là thắng ba la mật. Thượng ba la mật, thắng ba la mật là hy sinh cả mạng sống của mình, thì tổng cộng 30 pháp ba la mật. Năm pháp đại thí xã, đại thí xã cho những vật khó cho, quý nhất, kể cả vàng bạc châu báu, kể cả cái sản nghiệp lớn như ngai vàng, và kể cả vợ con. Năm pháp đại thí xã, ba hành nguyện độ sanh, và ba hành nguyện độ sanh tức là người tu tập để tự mình giác ngộ chúng sanh và báo ơn cho quyến thuộc. Trong kiếp chót giáng trần xuất gia tầm giải thoát khổ hạnh nghiệm đạo màu, đạt nhất thiết chủng trí chứng chính pháp siêu phàm. Đó là nói về hành trình của Đức Thế Tôn ở trong kiếp chót, ngày từ bỏ ngai vàng để đi xuất gia khổ hạnh nghiệm đạo màu, chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiết chủng trí. Và thưa quý vị, đoạn sau đó, kinh châu báu quy lực tiêu trừ mọi tai ương đói khát và bệnh tật, ba điều này thì nó đi chung với nhau. Và ba điều này chung với nhau, đó là bệnh tật thì đi chung với đói khát, và bệnh tật đói khát nó đi với chết chóc và phi nhân tức là ma quỷ, và cùng phi nhân quấy nhiều trong thành Vesali, hãy đều được tan biến. Chúng đệ tử nhất tâm trì tụng kinh châu báu. Đó là phần dẫn nhập. Ngày mai này chúng tôi sẽ đăng phần dẫn nhập này cho quý Phật tử, rồi chúng ta cũng sẽ đọc phần dẫn nhập này. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại với một vài thông tin hôm nay về cái lời cảnh báo của một cái viên chức cao cấp chính quyền Hoa Kỳ, đó là ông Robert Redfield. Ông hiện nay là director, tức là giám đốc của CDC. CDC là cái cơ quan mà để kiểm gọi là cơ quan kiểm dịch, hay là cơ quan kiểm soát về bệnh dịch của Hoa Kỳ. Hiện nay trong cái đại dịch Corona đó, thì cơ quan này là một trong những bộ phận làm việc rất là mật thiết với Tòa Bạch Ốc, và đây là cơ quan mà cho chúng ta những cái thông báo mang tính thẩm quyền. Thì Robert Redford, ông có đưa ra một lời cảnh báo rằng chắc chắn rằng từ đây đến cuối năm đó, chúng ta sẽ không có vượt qua đại dịch, tại vì cái sự vượt qua đại dịch đó, nó dựa lên trên nhiều cái yếu tố, ở trong đó có trường hợp là cái khả năng mà kiểm nghiệm và testing, kiểm nghiệm có ai bệnh hay không bệnh đó, nó phải đạt con số nhiều. Và cho đến hôm nay thì ở trong số 340 triệu dân Hoa Kỳ thì chưa tới 1% là đã được kiểm nghiệm, con số còn quá nhỏ so với các quốc gia khác như Nam Hàn, bên Âu Châu chẳng hạn, chưa tới 1%. Và thưa quý vị, một cái điều thứ hai đó là phải có cái thuốc chủng ngừa, mà thuốc chủng ngừa ta nói ít nhất từ 18 tháng cho đến 24 tháng, tức là có thể kéo dài đến năm 2020, và 2020 thì chúng ta mới có thuốc chủng ngừa. Và vì vậy đó, vì cái sự kéo dài đó mà ông nói rằng chúng ta sẽ đón cái mùa đông này trở lại. Mùa đông là mùa mà thời tiết nó làm cho phát tác mạnh mẽ các loại vi trùng, ở trong đó có vi trùng cúm và vi trùng cúm. Thì theo ông thì năm nay mùa đông chúng ta sẽ phải gặp một lúc hai cái sự lây nhiễm, một là bệnh cúm mà chúng ta đã bị trong mấy năm qua, và hai đó là coronavirus. Thì
Điều này có nghĩa là có thể hiện tại bây giờ đang có một vài tiểu bang mà họ mở cửa từ từ. Thí dụ tiểu bang Georgia giờ mới mở, thông báo mở cửa. Nhưng sự mở cửa này thật ra nó cũng có một số hạn chế. Chúng ta phải chờ xem trong một hai tuần lễ nữa cái sự mở cửa này đó ở các cơ sở thương mại đó có cái hệ quả như thế nào, hoặc giả là giảm đà tăng trưởng, hoặc là giữ mức bình quân, giữ mức bình thường, hoặc giả là cái sự lây lan nó mạnh hơn, thì lúc đó chúng ta mới hiểu rằng những tiểu bang khác sẽ ra sao. Nhưng mà cho dù là có mở cửa với nhiều tiểu bang như là ở các nơi bây giờ họ đang nghĩ tới, kể cả Âu Châu, thì người ta nói rằng điều đó không có nghĩa là COVID-19 đi chỗ khác, mà đây là một thử nghiệm về antibody, về herd immunity. Nhưng mà khi mùa đông trở lại đó thì cái bệnh dịch nó sẽ hoành hành nhiều hơn. Điều này có nghĩa là CDC gửi cho chúng ta một cái thông điệp là mình phải chuẩn bị, và chuẩn bị tốt trong mùa đông. Ví dụ như đời sống của chúng ta nó sẽ không bao giờ trở lại bình thường trước khi mà chúng ta có được cái thuốc chủng ngừa. Vì vậy khẩu trang là một điều chuẩn bị, cái đời sống gọi là cách ly ở trong gia đình cũng điều chuẩn bị. Giả sử như bản thân của chúng ta bị bệnh phải làm sao, những người thân trong gia đình mình bệnh mình phải làm sao, ở trong nhà có 3 người, 5 người và có 1 người lây nhiễm phải làm sao. Trường hợp nó xảy ra khắp nơi, và dĩ nhiên là chúng ta phải có cái biện pháp để giữ đồ khô ở trong nhà. Thời đại này, thưa quý vị, theo tờ báo Times, báo Times là một cái tờ tuần báo mà họ có một cái họ có một cái số báo họ gọi là thời đại của sợ hãi. Và khi mà chúng ta sống trong một mái nhà mà người phải cách ly với người, và người này ra đường trở về mà người kia sợ, vân vân, thì đó là cả bao nhiêu sự việc mà chúng ta phải suy nghĩ. Thì mong rằng dựa trên cái kinh nghiệm mà chúng ta sống trong thời gian qua, chúng ta chuẩn bị tốt. Nếu mà mùa hè này cho chúng ta một ít không gian để thư giãn, cho chúng ta có thời gian để chuẩn bị tốt hơn, thì chúng ta nên chuẩn bị tới mùa đông. Và mùa đông khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà cái nguồn cung ứng thực phẩm ở cả thế giới nó khan hiếm hơn, và cái phương tiện di chuyển đi lại khó khăn hơn, thì chúng ta phải cẩn thận. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một lời cảnh báo mà tất cả chúng ta phải lưu tâm, từ Robert Redford Field, vị director của CDC, tức là cơ quan kiểm soát bệnh dịch ở tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ở trong thời gian này không còn là lúc mà chúng ta nên hoảng loạn trước những tin tức. Tất cả những thông tin đều là cần thiết hết. Chúng ta cứ ghi nhận, và dựa trên ghi nhận đó chúng ta làm cái gì cần thiết. Bởi vì một số lớn chúng ta trả một giá rất là đắt, là ô tới đâu hay chúng ta ý lại. Chúng ta nên biết rằng thế giới đang bị bệnh dịch hoành hành, Hoa Kỳ đang là một tâm dịch, và không có một chính phủ nào, không có một cái cơ quan y tế nào, và không có một phương thuốc nào được khẳng định là có cái khả năng hữu hiệu để phòng chống và ngăn ngừa bệnh dịch hết. Chưa có. Tất cả chỉ là những bước dò dẫm, những bước dò dẫm. Và một điều mà duy nhất hiện nay mà tương đối cho thấy kết quả tốt, đó là sự giãn cách xã hội hay là sự cách ly. Đi ra ngoài thì giữ một khoảng cách, và tìm cách để có những biện pháp như là đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, và sát trùng khi mà chúng ta mang những cái vật ở bên ngoài vào trong. Tất cả những thứ này đó, nó ở một cái mức độ rất tương đối. Và kể cả quý vị nào mà có thể mua được những cái khẩu trang tốt thì cũng nên mua, trong trường hợp nếu những khẩu trang tốt đã được đưa trở lại thị trường. Chứ tôi nghĩ rằng trong vài tháng nữa đó, thì những quốc gia như là Trung Quốc hay là Việt Nam, Mã Lai v.v. người ta sẽ bắt đầu có thể sản xuất lại, thậm chí tại Mỹ cũng sản xuất lại được một số các cái dụng cụ bảo hộ. Thì khẩu trang hay là cái quần áo bảo hộ, hoặc giả là máy trợ thở, máy trợ hô hấp, nó cũng là một những thứ mà nên có. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đã trải qua, thì chúng ta biết những nơi như Ý, Tây Ban Nha,
ngay cả bây giờ bên Pháp chẳng hạn, người ta chết bởi vì cái số người đến bệnh viện thì rất là hạn chế, bệnh viện quá tải, và những người bệnh mà ở tại nhà đó thì cần những thuốc như giảm sốt, cần những cái súp để mình tự ăn lấy được, tự nấu lấy ăn được, vân vân, thì chúng ta nên lưu tâm. Chứ mong rằng với cái đời sống tinh thần của chúng ta ổn định, và trải nghiệm thời gian mấy tuần lễ đã có và với tin tức khắp nơi trên thế giới, chúng ta cố gắng để có một cái nhìn tương đối là chính xác, tương đối là bình tĩnh đối với những sự việc xảy ra. Và nếu trong trường hợp bản thân của chúng ta bị lây nhiễm thì chúng ta có chuẩn bị tinh thần, và thậm chí chúng ta phải chết chúng ta cũng chuẩn bị tinh thần. Và người Phật tử hiểu rằng chúng ta nên chuẩn bị đối với những sự việc như vậy như thế nào. Đã có rất nhiều nơi cho chúng ta thấy rằng cái sự lây nhiễm của COVID-19 nó không giống nhau. Có những người ra đi vì họ bị bệnh nền một cách rất là nhanh chóng, có những người bị hành hạ rất là đau, và có những người vượt qua cách rất là bình thường. Không nên lấy một cái trường hợp này để áp dụng cho tất cả mọi trường hợp, nó khác nhau hết. Và mong chúng ta cố gắng. Dạ, chúng ta cố gắng. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Bữa Trang Trang Ma. Chia sẻ vào Room để chia sẻ, và thân chào đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Chỉ cố gắng cẩn thận, tiếp tục cảnh giác đôi khi mà chúng ta đi ra vào, và chịu khó thu thập những thông tin chính xác nhất, khách quan nhất để bảo vệ cho mình, bảo vệ cho người thân của mình, và đó là một đóng góp rất là thiết thực cho xã hội trước nạn lây nhiễm hiện nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Chủ tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong cởi lòng quan hỷ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ thì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư tiên, những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được, với Như Lai thiện thể do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, một với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúng, phàm bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần thinh ca mâu ni chính pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được, pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với châm ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được, do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, thanh tam bì bốn đôi là những bậc ưng cung, đệ tử đăng thiền thệ được y giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bằng tu hành tiểu dục quy y kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, như cột trụ đa kheo chôn trần xuống đất, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động, ta tôi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất đồng, trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là
châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thần muôn hạnh phúc bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma theo tiên nhãn thường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiến sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới căm thù thoát khỏi bốn đò sư bậc nhập lưu công tạo sao bất thiện cộng nghiệp do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thân tu đà quật vô hộ tâm phật lỗi bần thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đứng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và lời ân chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chặt rồi bày chính đức phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đức phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng diễn đạt pháp vô thượng tiên thiết pháp vô thượng do vậy chính đức phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc kim chân niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây hãy di thành đảnh lễ đức phật bậc Như Lai được chư tiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng tiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân được chư tiên nhân rồi đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng tiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức được chư tiên nhân gọi đảnh lễ và cúng dường với chân ngôn này.